Xuân Bắc bị giang hồ kéo đến tận nhà giải quyết, hãy bỏ thói đá xéo khán giả. Phải chăng ông Nguyễn Xuân Bắc, 47 tuổi, nghệ sĩ ưu tú, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, là nhân vật nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Việt ngữ khoảng chục ngày trở lại đây? Sau khi xem Gặp nhau cuối năm chương trình Táo quân, chương trình mang tính thường niên mà đài truyền hình quốc gia phát vào tối tất niên âm lịch, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng của họ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đã đến lúc VTV nên dẹp bỏ chương trình này. Thế rồi ông Bắc, một trong những thành viên chính của nhóm thực hiện Táo quân, post lên trang riêng của ông trên Facebook cái tác của mẹ. Cái tác của mẹ viết theo lối ẩn dụ, trong đó ông Bắc xem ông như mẹ, khán giả như con, lũ con vô tri vô cảm, đặc biệt là vô ơn nên mới dám chè bánh chân. Táo quân do mẹ gói nên cần được mẹ giáo dục cho nên người. Chắc chắn câu chuyện ăn bánh chân không chỉ là chuyện ăn bánh chân, bởi nếu thuần chuyện riêng về cả bánh chân trong gia đình của Xuân Bắc thì anh chẳng phải chia sẻ với tư cách một diễn viên hài của công chúng. Xuân Bắc mượn chuyện ăn bánh chân để nói về cái khó của chính mình và anh em văn nghệ sĩ trong nhà hát kịch. Vậy thì bà mẹ và ông bố kia là ai? Dễ hình dung, có thể bà mẹ là đài truyền hình Trung ương, người trực tiếp tổ chức chương trình Táo quân, còn người bố có thể là Bộ Văn hóa hay là cơ quan tuyên giáo kiểm duyệt chương trình. Xuân Bắc muốn nói, các diễn viên nhà hát kịch Trung ương xét đến cùng cũng chỉ là những đứa con trong cái gia đình được bà mẹ và ông bố trên nuôi dưỡng. Muốn hay không muốn thì cũng phải ăn cơm chú múa tối ngày. Không chỉ múa, tức biểu diễn một chương trình mua vui làm thuốc giảm đau cho nhân dân mà còn phải biết khen, dù kịch bản có sạn, đạo diễn tồi tệ hay kiểm duyệt khắt khe. Thì đấy, kịch bản có phải do các diễn viên làm ra đâu mà do biên kịch viết theo hướng của lãnh đạo đài. Còn đạo diễn và kiểm duyệt thì coi như hai tầng điều hành, giống như gói bánh chưng, một lớp lá ép vào khuôn, một lớp lạt buộc. Diễn viên cứ như gạo nếp, thịt nạc, thịt mỡ bị nhồi vào khuôn với nhiều lớp lá và bị buộc chặt, luộc nhừ suốt ngày đêm. Diễn nôm là họ bị buộc phải thực hiện trong cái nghịch lý, vừa diễn theo định hướng của nhà đài, vừa bị kiểm duyệt bởi cơ quan quản lý văn hóa, lại vừa bị lời khen chê của công chúng khi trình diễn sản phẩm. Nghịch lý vì được công chúng khen thì bị đạo diễn và cơ quan kiểm duyệt gõ đầu, đòi rút phép thông công. Ngược lại được đạo diễn và cơ quan kiểm duyệt khen thì bị công chúng chửi, làm đứa con như vậy khác nào làm dâu trăm họ. Mặc dầu Xuân Bắc có ý trình bày hoàn cảnh trở đi mất núi, trở lại mất sông của bản thân và đoàn kịch, nhưng dư luận chung vẫn ác cảm và phản đối ông cùng với chương trình Táo quân. Một Facebooker có tên là Xuân Sơn Võ viết: sở dĩ đến tận hôm nay tôi mới biết chương trình tầm thường và rẻ tiền ấy vẫn còn tồn tại, không phải vì tôi thấy nó hay nghe người ta nói về nó. Bạn bè tôi gần như chẳng còn ai nói đến chương trình Táo quân cả. Tôi biết đến nó khi người ta bình luận về việc nghệ sĩ Xuân Bắc chửi người xem khi họ chê chương trình này. Tôi phải tìm xem bài viết của nghệ sĩ này, thì ra những điều người ta nói là đúng. Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ chương trình này phải theo định hướng nên các nghệ sĩ không thể nói khác được. Thậm chí tôi còn nghĩ các nghệ sĩ đóng chương trình này đau lòng khi phải né tránh những chuyện nóng bỏng, chỉ tập trung mòi móc những người, những ngành yếu thế hoặc chỉ dám nói chung chung xa xa. Đọc status của nghệ sĩ Xuân Bắc, tôi chợt nhận ra không chỉ có chương trình Táo quân là tầm thường rẻ tiền mà trình độ của anh chàng nghệ sĩ này cũng không hơn gì. Nghệ sĩ mà chửi khán giả khi họ chê tác phẩm nghệ thuật của mình rồi tự ví mình ở vai trò làm mẹ của khán giả thì đó là loại nghệ sĩ gì?